ai cũng muốn được ăn những món ngon, những thức ăn ngon, ai cũng muốn ăn trong nhà hàng, ai cũng muốn ăn đồ sạch, đồ tươi, ai cũng muốn, không ai mà không muốn. Nhưng mà những người dân lao động nghèo, họ làm một ngày á có 100-200 ngàn hoặc là 200-300 ngàn thôi, rồi còn lại những cái chi phí nữa, hàng sinh hoạt hàng ngày nữa. Bây giờ á, tiền ở đâu mà họ vô những cái chỗ ăn ngon, thức ăn ngon sạch và những cái nhà hàng họ ăn được, bắt buộc bị vô cái thế là phải ghé những cái quán mà coi như là bệnh dân để họ ăn, để họ tiết kiệm được cái đồng tiền để mà họ sinh sống. Ai cũng muốn vô nhà hàng ăn, không ai không muốn. Bây giờ hết cách, không ăn sao sống, phải ăn thôi. Thức ăn nóng, cơm thêm miễn phí, giao hàng tận nơi, 25 ngàn. Đây là một cái quán cơm bình dân của những người dân lao động á quý vị, ở ngay khu vực Bình Thạnh. Ở đây chỉ bán gì đây, khoảng nước hả? Nước cam hả? Cho em một ly nước cam nha. Rồi, mình sẽ vô đây mình sẽ gọi cơm mình ăn. Mình ăn giống như những người khác thôi. Còn đây có bán gì ha. Wow, quá trời đồ ăn luôn. Trời ơi, đồ ăn quá trời luôn. Ăn gì ta, mình không có biết ăn gì nữa. Chem vậy chị à, chem đậu hũ dòng thịt nha, với một cái trứng đó ngon. Ở đây đây đông quá trời đông luôn nè. Này gì đây, chắc canh quá. Ồ, canh à, canh ha, có canh chua nữa kìa. À, canh chua không thôi mà không ăn cá. Dạ, cho em tô canh chua. Ra đây ngồi ăn chung với mọi người cho nó vui. Những cái quán cơm như vậy là hầu như là ở khắp mọi nơi ở trên cái nước Việt Nam. Thì cảm ơn chị. À, có cơm đem ra. Thì dành cho những người lao động buổi trưa, rồi văn phòng, những người dân lao động nè, thậm chí những anh tài xế Grab, hoặc những anh taxi cũng ra đây ngồi ăn. Mình cũng sẽ ngồi ăn như họ thì có sao. Đơn giản. Cảm ơn chị. À, có một tô canh chua nè. Mình thì thích ăn canh chua tự canh chua nó dễ ăn cơm lắm. Mình kêu có cái đậu hũ dòng thịt thôi chứ không có gì khác nữa. Có kêu cái trứng này mà chắc chị quên thôi, không ăn luôn, khỏi ăn. Dạ thôi được rồi chị, em định kêu thêm mà thôi được rồi. Chị có hỏi thêm gì nữa không? Nhưng mà thôi mình ăn vô đây thôi. Nghe đậu hũ dòng thịt nha. Những cái món này món thuần tí ở Việt Nam hồi xưa giờ này. Xưa ở nhà thì cũng hay nấu cái này nhưng mà nó làm biến, nấu nó cực. Thì một phần như vậy á, tôi nghĩ khoảng chừng 20 mấy ngàn, 30 ngàn à, tức là nó khoảng chừng hơn $1 một chút xíu thôi. Đây ly nước cam nguyên chất nè, cổ mà mới dắt ra từ ngoài, từ những trái cam dắt ra. Mình cái gì cũng ăn, ta ăn được mình ăn được, trải nghiệm. Còn cần phải vô nhà hàng ăn cho sang trọng. Nhiều khi đôi lúc á cần vô nhà hàng mà đôi lúc không cần thiết.
chua ngon. Đây là ngoài đường đó. Mình cũng đang thèm mắm tôm nữa cho nên mình kêu em cái phần thịt luộc cặp mắm tôm ăn. Các bạn biết sao không? Ai cũng muốn được ăn những món ngon, những thức ăn ngon, ai cũng muốn ăn trong nhà hàng. Ai cũng muốn ăn đồ sạch, đồ tươi, ai cũng muốn, không ai mà không muốn. Nhưng mà những người dân lao động nghèo, họ làm một ngày á có 100-200 ngàn hoặc là 200-300 ngàn thôi. Rồi còn lại những cái chi phí nữa, hàng sinh hoạt hàng ngày nữa. Bây giờ á, tiền ở đâu mà họ vô những cái chỗ ăn ngon, thức ăn ngon, sạch và những cái nhà hàng họ ăn được. Bắt buộc bị vô cái thế là phải ghé những cái quán mà coi như là bệnh dân để họ ăn, để họ tiết kiệm được cái đồng tiền để mà họ sinh sống, đúng không? Ai cũng muốn vô nhà hàng ăn, không ai không muốn. Bây giờ hết cách, không ăn sao sống, phải ăn thôi. Những chỗ bán như vậy á chưa hẳn là gọi là ông bậy làm bạ, không phải, chưa hẳn là vậy. Như mình đã nói á, nhiều người ở Việt Nam còn rất là nghèo, thật sự nghèo lắm, buôn gánh bán bưng rồi làm những công việc rất là nặng nhọc mà cái đồng tiền kiếm được không bao nhiêu. Người giàu á thì không thiếu, người giàu cũng bao la ở ngay ở Việt Nam mình, rất là nhiều người giàu có những chiếc siêu xe rất là nhiều, nhưng mà bù lại á, những người nghèo cũng còn rất là nhiều chắc chắn. Uống hết ly cà cam này là xong rồi. Về. Bữa nay trải nghiệm những cái người dân lao động ăn những cái quán cơm tiệm nó như thế nào. Rất là đông á, lúc nãy mình vô đông nè. Mà họ đã đi về hết rồi, từ nó quá cái giờ trưa rồi. Họ ăn cơm xong rồi họ phải đi làm tiếp, cho nên là chỉ đông nhất rồi lúc 12 giờ trưa thôi. Đây là mấy anh taxi cũng vô đây ăn cơm, như thế không? Dĩa cơm 25 ngàn, một ly nước cam 10 ngàn là 35 ngàn. Giờ đi về kiếm quán cà phê không? Về cái vấn đề mà thức ăn bẩn cũng vậy nữa, thật sự á thì có cũng rất là nhiều người buôn bán không có lương tâm để bán những thức ăn bẩn để đến cho cộng đồng, gây hại cho mọi người. Thì tuy nhiên á, là do liên quan tới những cái thực phẩm mà gây ảnh hưởng tới người dân, thì hy vọng á, là trong tương lai là những cái người mà buôn bán những cái thức ăn bẩn đó sẽ từ từ sẽ không còn nữa và không buôn bán nữa, để đem đến cho cộng đồng những cái món thức ăn ngon và sạch. Thì quý vị biết á, ở bên Mỹ á, những cái thức ăn á, đa số những người Mỹ á, là họ vô chợ không mua. Thậm chí những cái cây mà họ trồng ở trong sau nhà á, giống như cây trái cây á, cây trái này trái kia họ cũng không ăn luôn, ở nhà của họ luôn nha, nhà họ trồng luôn nha, mà trồng làm kiểng thôi chứ không ăn. Tại sao họ không ăn? Tại vì họ không có biết được á là
ở trong những cái trái đó nó có bị sâu, bị này, bị kia, bị nọ hay không. Họ không có đảm bảo được cái điều đó và họ không dám ăn, họ sợ bệnh. Đó, thì thức ăn cũng vậy. Giống như những cái con này con kia ở ngoài đường á, như con vịt trời hoặc là những cái con này con nọ, gà lôi chẳng hạn, họ cũng không ăn. Tại sao họ không ăn? Tại vì họ không biết là những cái con đó nó có bị nhiễm bệnh, nó bị nhiễm khuẩn, nhiễm bệnh hay không. Họ ăn vô, lỡ họ bị bệnh thì sao? Đó, cái thứ hai đó là luật pháp cũng không cho phép ăn những cái con động vật như vậy. Tại vì đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cộng đồng, có thể bị bệnh một cái lây người này người kia. Nói cho nên họ thành một cái thói quen, và khi mà họ muốn ăn cái gì đó, họ đều vô chợ không mua. Tất cả mọi thứ đều vô chợ, thậm chí những cái trái cây họ vô chợ họ mua hết. Tại vì nó được đảm bảo về cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Cho nên là những vấn đề đó nó cực kỳ là hiệu quả ở tại bên Mỹ. Thì quý vị thấy là đa số ai cũng nói là đồ ăn Mỹ sạch, thì đó đúng là một điều 100% mình cam đoan cái điều đó. Thì trong cái clip này mình trải nghiệm, mình hòa nhập với mọi người để mình ăn những cái cơm ngoài đường của những người dân lao động như thế nào. Thì quay cho quý vị xem. Thì hy vọng là trong tương lai là những thức ăn ở Việt Nam sẽ sạch sẽ hơn, để đem đến cho cộng đồng những thức ăn ngon và sạch. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị.